Bạn biết đến AD này vì tầm bắn xa, AD này vì có thể vừa đi vừa bắn, hay AD này vì sát thương cực lớn, và những pha highlight đi vào lòng đất như thế này? Vậy thì hôm nay hãy đến với Violet vợ người ta trong tay của Sóc, và hãy cùng chứng kiến Sóc cầm vợ người ta cùng với người anh em Alistair bón hẳn cho tim bạn. Yo yo, hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh của Sóc nha. Và ngày hôm nay Sóc sẽ cầm cho mình một vị tướng là Violet với nhiệm vụ sẽ bón hẳn cho Lindis cùng với các thành viên khác của team bạn ha. Ok, nói một chút về Violet thì cô nàng là một trong những vị tướng đầu tiên được ra mắt ở Liên Quân Mobile và cô cũng được biết đến là con cưng của gà rán khi liên tục được phát hành những bộ skin rất là chất lượng ha. Violet là một vị tướng rất dễ chơi, cùng với bộ kỹ năng thì khá là đơn giản và dễ hiểu. Nội tại của Violet giúp cô nàng giảm thời gian hồi chiêu 1 khi đánh thường, chiêu 2 hoặc là bắn chiêu cuối trúng tướng địch. Chiêu 1 của Violet thì sẽ giúp cho cô ta lộn về hướng chỉ định, bắn xa gây sát thương vật lý. Chiêu 2 của Violet có tầm bắn ngắn hơn, cô nàng sẽ tung một trái lựu đạn gây sát thương vật lý và làm chậm kẻ địch bị trúng chiêu. Và chiêu cuối của Violet là pháo đại, khi cô ta bắn một quả pháo về hướng chỉ định sẽ gây sát thương cực khổng lên mọi kẻ địch ở vùng chịu ảnh hưởng ha. Và với Violet thì mình sẽ lên đồ trang bị như sau, các bạn có thể xem ở bên dưới video ha. Bản ngọc mà mình dùng sẽ là ngọc đỏ 5 viên tỷ lệ chín mạng cộng 5 viên tỷ lệ sát thương chín mạng, ngọc tím 7 viên tốc đánh tốc chạy cộng 3 viên hút máu, và ngọc lục là 10 viên công kích sinh giáp. Với cái lối lên đồ trang bị và bản ngọc này thì mình sẽ ưu tiên gây sát thương bằng đòn đánh tay nhiều hơn thay vì tập trung vào bộ kỹ năng của nhân vật ha. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với Toro đối đầu với Kidu và Lindis ha. Và với Kidu thì mình phải cực kỳ dè chừng anh ta với lối lên đồn này, bởi vì chỉ cần bị trói thì mình sẽ không thể nào thoát ra được. Nên là trận đấu này mình sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sự cứu nguy của đồng đội và khả năng né chiêu của bản thân ha. Và anh bạn Tulen anh ta đang hướng tụi mình đến việc ăn con rồng đầu tiên, và Toro đã là người mở bát rồi ha. Lindis thì đang tận dụng farm ở đây nên tôi và Toro phải có trách nhiệm là đuổi họ về nhà này, không thể để cho anh kiếm trước cổng thế này được. Ok, và sau khi mà giải quyết xong cái tên lính này thì chúng tôi đang muốn ăn cho mình con rồng ha, vì đủ trưởng khá là khó chịu đây và tôi sẽ phải đuổi anh ta về ngay bây giờ. Và không biết thì ăn rồng đã, có sự xuất hiện của Pen, anh ta lao vào, anh ta đang ôi rồi ôi. Em vừa có một tình huống mà anh ta xứng đáng được trao giải những pha xử lý đi vào lòng đất. Tôi cũng không hiểu sao anh ta lấy cơ sở gì mà ngang nhiên bay vào như vậy ha. Đấy, người ta gọi là biểu hiện của sự độc đáo đấy. Ok, quay trở lại trận đấu thì chúng tôi sẽ ăn cho mình con rồng này ha. Ok, tôi đã ăn xong rồi. Tôi lùi lại. Oh, đây có sự xuất hiện của anh chàng. Đồ anh ta đang múa cực kỳ gấp nha, và anh ta mẹ cuộc đời, đi có mẹ cuộc đời. Và anh ta chắc chắn sẽ phải nằm lại ở đây nha. Quá đáng tiếc cho Valentino khi team tôi có Alistair chơi rất hay. Và anh ta đang bắt đầu có những lời lẽ yêu thương dành cho Alistair, nên là anh chàng mid của chúng tôi cần phải cẩn thận nha. Tình huống này rất chắc chắn sẽ phải nằm lại này, và tôi đã sử dụng cái tốc biến bạn. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. À, thực ra thì đó chỉ là một pha giả chết thôi các bạn ạ. Mình muốn chia sẻ là có rất nhiều bạn hộ bào muốn ăn mạng dù cho đã hết mana và cái giá phải trả chính là như lúc nãy đấy. Thì qua đó mình muốn nhắn nhủ với các bạn hãy chơi game một cách an toàn ha. Nói thiệt chung nói xạo rồi ạ. Ok, lúc này phải nàng lấy cho mình cái trụ mít thôi. Ủa các bạn, mà tại sao tôi lên lại có ăn trụ? Vãi cả đái ạ. Chắc chắn tụi nó đang ở trong này nha. Đấy, biết ngay mà. Ôi rồi ôi. Ôi rồi, liền tiếp cô ta cũng rất khổ báo nhỉ, bị choáng này và cô ta chắc chắn sẽ phải chết thôi, cô ta. Có cái đồn đi mẹ nó cay. Tôi nhờ.
Ai là tao làm gì? Để tôi. Ra đây yên tâm tao làm cho. Tôi. rất xin lỗi Alistair ha, vì đó là một pha combo một mắt của cá nhân xong ha. Nãy giờ thì Violet vẫn chưa tên được gì nhiều ha, nên là bây giờ là lúc để cô nàng thực sự tiến hóa về mặt sức mạnh rồi đây. Đây là Lindis và cô ta chắc chắn sẽ lại bỏ chạy rồi. Cô ta có lui về thành công không? Và cô ta đúng là đã lui về thành công rồi ha. Giờ thì chúng ta chưa có cơ sở gì để có thể băng trụ trong tình huống này cả. Chúng ta cần phải cố gắng để đép cái trụ mid này và cố gắng lấy cho mình cái trụ đường trên. Lindis cô ta vẫn chưa về, cô ta làm gì đây? Cô ta rất khổ báo tôi tìm cái tốc biến ba. Cô ta đã phải bỏ lại cái mạng của mình rồi nha. Cô nàng Lindis cô ta đã quá khinh thường sức mạnh của Violet và cô ấy đã phải trả giá bằng cái trụ này đây. Lấy được trụ dưới chưa? Lấy được rồi và lợi thế ngay lập tức dành cho đỡ săn. Thời điểm này là lúc Violet nên tham thật nhiều để gia tăng sức mạnh càng nhanh càng tốt ha. Và bây giờ thì mục tiêu của chúng tôi sẽ là trụ giữa, nơi đang có sự xuất hiện của anh bạn Raz cùng với Toro và Alistair của team mình ha. Bắt đầu có dấu hiệu tấn công rồi đây. Tuy nhiên thì lính đã không còn cho nên chúng tôi hiện tại là không có đủ cơ sở để lấy được cái trụ giữa của team bạn ha. Ở đây có sự xuất hiện của Raz và Lindis. Lindis cô ta vẫn giữ thái độ chơi hổ báo như vậy, trong khi ở bên này chúng tôi có vừa Toro vừa Alistair. Nhưng mà khả năng cao có lấy được trụ được không? Lấy được trụ nha, hãy để đó cho tôi đã làm được. Là chúng ta đã có được một lợi thế vô cùng lớn về mặt đường giữa. Ở tình huống này thì mà nào tôi không còn nhiều pen, anh ta đã xuất hiện. Alistair, anh ta sao không bật chiêu chói lên? Tôi vẫn có thể ăn được mạng của Ken, tuy nhiên tôi vẫn không hiểu tại sao Alistair lúc đó không bật chiêu chói để tự bảo vệ bản thân mình ha. Ở đây có sự xuất hiện của Florentino, có Lindis ngã xuống rồi. Florentino đang biến về, anh ta nghĩ sao anh ta biến về ở đó vậy? Và anh ta sẽ... Ok, thì sau một hồi vật lộn chúng tôi đã có thể lấy được cho mình hai cái trụ giữa ha. Và anh ta... anh bạn Raz này, anh ta vẫn đang rất là hổ báo này. Anh ta chưa biết được là anh ta đang phải đối mặt với một Violet săn sao cỡ nào đâu ha. Tôi sẽ xuống dưới phụ KS con rồng này. Và chúng tôi đã có được con rồng ánh sáng. Rồng ánh sáng ở thời điểm này sẽ mang lại chúng tôi rất nhiều lợi thế ha. Theo như tôi đánh giá thì nó còn lợi thế hơn cả con tà thần cấp độ 2. Đối với tôi thì con tà thần cấp độ 2 ở giai đoạn này chỉ là con run mà thôi. Thứ nhất là nó không có thể bay thẳng vào trụ để tấn công như hồi trước nữa. Và thứ hai là lượng máu của nó cũng rất là yếu, nên là chỉ cần một vài chiêu bắn của AD trên bạn thì chắc chắn nó sẽ phải chắc chắn là con tà thần nó sẽ biến mất. Và Guido anh ta bay vào chói, sẵn sàng chói anh bạn tu lên, nhưng anh ta nghĩ sao vậy? Anh ta chỉ có một mình thôi và chúng tôi có đến 4 người. Anh ta không hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì trong đầu ạ. Và tôi nghĩ là đến lúc này chúng tôi cần phải cố gắng gia tăng cách biệt về mặt lượng vàng ha. Chúng tôi sẽ cố gắng farm thật nhiều, farm càng nhiều càng tốt, ăn cho mình những con những mục tiêu lớn và cố gắng kiểm soát ở đường sông này, vì khi thấy đó team bạn chỉ có thể ngụp lặng ở phía sân nhà của họ mà thôi. Và ăn cho mình hết tài nguyên rừng của họ đi thì lúc đó họ sẽ tự khắc chết vì họ sẽ không có lương thực được tiếp tế, lượng vàng cũng sẽ không thể nào được gia tăng. Và đây là tình huống giao tranh rất thuận lợi dành cho vị trí bắn của Violet, và tôi đã bỏ túi cho mình hai mạng cùng với đó là một cái trụ rồi ha. Chỉ mới vài phút thôi mà lợi thế đã bắt đầu thay đổi một cách rõ rệt khi mà team tôi đang sở hữu những vị tướng có lượng đam rất lớn như Ngộ Không, như là Violet, như là Tu Len, và sự hỗ trợ cân bằng giữa Alistair cùng với Toro. Điều đó giúp cho tôi có lợi thế bắn cực kỳ lớn ha. Thì đây là một cái team mà tôi cảm thấy có một sự cân bằng rất lớn về mặt sát thương phép, sát thương lý và khả năng chống chịu đến từ riêng vị trí của Toro. Và để có thể chuyển hóa những cái lợi thế đó thành một trận thắng thì nó sẽ kết hợp với rất nhiều yếu tố. Đó là yếu tố đồng đội, đó là yếu tố kỹ năng cá nhân và rất nhiều những yếu tố nhỏ khác. Chỉ
cần kết hợp để nếu lại và chúng tôi chắc chắn sẽ làm được. Và Ras anh ta đang lộ cái mặt ra từ khá sớm nha, anh ta chắc chắn phải lùi về thôi chứ tại sao anh ta có thể tấn công được nữa. Ôi tôi đã bị choáng rồi, và Ben đâu rồi? Và tôi cùng với Alistair đã phải bỏ lại cái mạng của mình ở đây. Hiện tại bây giờ chỉ còn 3 người thôi. Tuy nhiên Ngộ Không đang cố gắng, Ngộ Không đã bắt được vào vị trí của Ras rồi nha. Và Ras đã phải nằm lại, Toro cũng đã phải ngã xuống rồi. Ngộ Không vẫn tiếp tục lao vào, anh ta làm gì vậy? Anh ta làm sao có thể cân được 3 người trong tình huống này? Tuy nhiên Tulen đã dựa vào cái nội tại của mình chích điện. Và Pain đã cố gắng bỏ chạy nhưng chỉ cần thêm một chích nữa thôi. Và Pain cũng đã phải ngã xuống rồi. Team bạn mất đi 4 người, team tôi cũng mất đi 4 người. Và hiện tại thì đang có một sự cân bằng. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn có lợi thế hơn về mặt trụ ha. Và Tulen liệu có thể solo kill được Florentino hay không? Tulen ở trận đấu này chơi rất hay nha. Florentino anh ta hoàn toàn muốn cân trong tình huống này nhưng mà anh ta không thể làm được, bởi vì cái sự cơ động của bản thân vị tướng Tulen giúp cho anh ta có thể hoàn toàn né được những cái phát hoa, tung hoa của Florentino ha. Và tôi nghĩ ở tình huống này chúng ta nên tiếp tục farm lấy tài nguyên, và thậm chí nếu có thể chúng ta có thể đẩy được cái đường dưới ở đây lên cao hơn và chúng ta sẽ dễ đánh. Tuy nhiên ở phía trên tôi cảm thấy rằng các đồng đội của tôi đang đánh thiếu người và họ vẫn có thể kiếm được lợi thế khi Pain đã phải ngã xuống. Alistair lượng máu bây giờ đã rất là yếu rồi, tuy nhiên anh ta vẫn lấy được cái mạng của Guido. Tôi đã ra xuất hiện ở đây và bắt đầu vơ vét rồi nha. Anh chàng này làm sao có thể chạy được bây giờ, và anh ta cũng đã phải nằm lại. 4 người đã phải nằm xuống. Có vẻ như trận đấu sẽ phải ngã ngủ ngay tại đây rồi. Và đây chính là khoảnh khắc mà những đối thủ của tôi, họ đã bắt đầu trở nên nhùn bước. Họ không còn thiết đánh nữa, Florentino chỉ ở trong trụ thôi, vì đó chính là lựa chọn tốt nhất của anh ta nếu như anh ta không muốn ra ngay tại đây. Và anh ta vẫn ra, và anh ta chắc chắn sẽ phải bay màu mạng lại dành cho tôi. Pain cũng đã ra rồi, nhưng mà Pain ơi, một mình bạn thì làm được gì đây? Và trận đấu kết thúc, một chiến thắng dành cho Violet. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe để mình tiếp tục có động lực để cho ra những video chất lượng mới nhất nhé. Xin chào, bye bye.